Bây giờ mời anh em tham quan chỗ dàn chó đực của trại chó Khánh Hưng nhé. Trên hình ảnh của anh em là em Thắng, phụ trách chăn nuôi ở đây. Cô ca. Xây ra. Cái video đầu tiên mình đã quay cho anh em xem là cái dàn chó đực ở trong chuồng rồi. Thì bây giờ tiếp theo sau đây thì mình sẽ xin lấy từng chú chó ra. Được biết là trại chó của mình hiện tại là có 4 chú chó đực giống đúng không? Dạ vâng. Rất là hoành tráng, rất là to cao. Thì mình sẽ xin giới thiệu từng chú chó một để cho anh em mọi nơi được biết. Dạ vâng, xin giới thiệu với anh và toàn thể anh em. Đây là chú chó có tên gọi là Boyka. Bố cháu nhập Mỹ, con trai của Petro. Nhập Mỹ, cháu có giấy VKA. Đây là một cái chú chó mà được giống mà đại diện cho trại chó Khánh Hưng. Mình cũng sẽ quay lại cho anh này biết luôn. Đấy. Trông cực kỳ nhanh nhẹn và khỏe mạnh luôn. Thì anh có thể hỏi chú là hiện tại với Boyka thì giá phối hiện tại áp dụng là bao nhiêu nhỉ? Giá phối của Boyka áp dụng từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Giá 2 triệu là dành cho những con chó mà không làm giấy VK. Còn giá 2 triệu rưỡi áp dụng cho những con chó mà có làm giấy VK. Ok. Đó, thực sự là anh cũng đi quay rất nhiều trại chó rồi thì cái giá đấy là khá là mềm mại rồi đấy. Là rất là dễ tiếp cận với rất nhiều những cái anh em mà có cửa cái đúng không? Để mà nuôi sinh sản thì nếu mà tiếp cận thì rất là tốt. Thì nếu như anh em mà có nhu cầu thì hoàn toàn có thể liên hệ với trại chó Khánh Hưng của chỗ hai em đây nhá. Xin chào toàn thể anh em, giới thiệu anh em đây là chú chó Seja hơn 14 tháng tuổi, được phối của trại. Giấy VK con của Zack, nhập Mexico, bố mẹ nhập. Tiếp theo là một cái chú chó nữa tại trại chó Khánh Hưng. Có một cái màu lông đen tuyền luôn. Đúng rồi. Đen như là con này như kiểu gọi là Black Merino ấy nhỉ? Đúng rồi, Black. Ok, chú thử cho nó đứng quay mặt về phía anh một tí. Con này cũng là phả VK hả chú? Vâng, phả VK, bố mẹ nhập. Bố mẹ nhập mê tất, nhập nguyên khối. Đây cũng là một cái chú chó đực giống nữa, một cái chú chó cửa đực tại trại chó Khánh Hưng. Mình sẽ quay lại cho anh em để xem. Con này thì cân lượng bao nhiêu hả? Con này giờ hiện tại đang là 38 cân. 38 cân. Cũng toàn gọi như là hàng siêu trường, siêu trọng cả. Nhưng mà con này là sẽ phù hợp cho anh em nào mà thích những cái màu lông đen tuyền. Giá phối của chú chó này thì hiện tại là áp dụng bao nhiêu nhỉ? Giá phối chú chó này áp dụng là 2 triệu cho toàn thể anh em. 2 triệu thôi à? Vâng. Giá gọi như khá là mềm mại đấy. Vâng. Ok, rất là mềm mại luôn. Đấy, mình cũng sẽ quay lại cho mọi người biết. Wow. Chia sẻ với anh là con này là bọn em mất rất nhiều thời gian và công để đi săn bắt con này về. Đi mua để có nghĩa là săn để mua được con chó như thế này. Đi tầm được đây đúng không? Vâng. Nó có bộ màu rất oai oăm. Màu đặc trưng nhất của màu đu rôn. Tìm những con như thế này là nói chung là ít, ở Việt Nam mình cực kỳ ít. Nói chung là ít lắm. Cho nên là mất nhiều thời gian để đưa được em nó về đây. Và chắc chắn là cái giá trị của nó cũng phải tương đối đấy đúng không? Tại vì không phải một cái trại chó nào cũng có thể nhân giống được. Một cái nguồn con giống là anh em có thể nhập khẩu từ nước ngoài, từ những cái trại lớn tại nước ngoài. Hai là sao là phải đi gọi như là siêu tầm của những anh em chơi trước đúng không? Vâng. Mình mất rất nhiều công sức để mà mình có thể sở hữu được cái con giống để mà sau này về mang về trại. Vâng. Để làm cái cửa đực của chúng ta. Rồi, ok. Và tiếp theo đây thì mình cũng sẽ nhờ Thắng dẫn một số những cái chú chó nữa ra để mà anh em có thể biết về những con giống cửa đực tại trại chó Khánh Hưng nhé. Tiếp sau đây thì trại chó Khánh Hưng giới thiệu thêm một cái cá thể nữa. Đây là một cái chú chó mà con của con RNG chỗ nhà anh Trần Văn Hoan. Thì Thắng có thể chia sẻ thông tin cái em này cho mọi người được biết nhỉ? Giới thiệu anh em đây là con trai của RNG, bố nhập Séc, cháu ngoại của ta nhập Pháp. Thế là gọi đều là danh gia vọng tộc đấy đúng không? Vâng. Con Guetta, huyền thoại của ta. Huyền thoại đấy. Hiện tại con đực này của em là dành cho những anh em thích chơi dòng đỏ đen, dòng châu Âu, dòng Pháp Séc đấy, dòng huấn luyện đấy. Tức là con này hoàn toàn là có thể mua về để mà anh em chơi kiểu như là dòng chơi huấn luyện đúng không? Đúng rồi ạ. Đúng rồi, vì khi mà nhắc đến huấn luyện thì luôn luôn là cái phả mà EU, châu Âu thì bao giờ nó cũng nhanh nhẹn hơn. Dù là body này rồi về khung xương nó sẽ nhỏ nhắn hơn. Nhưng mà chính vì nhỏ nhắn hơn mà con chó nó sẽ nhanh nhẹn hơn và nó sẽ dễ dậy hơn. Nhất là đây là một cái chú chó mà hậu duệ của những cái chú chó tại team HD của anh Trần Văn Hoan.
là con Aranzi và con Vista, là hai cái chú chó mà rất là huyền thoại trong giới chơi chó huấn luyện tại Việt Nam. Sủa. Ok. Lâm. Yên. Ngồi. Chào. Hai chân. Hai chân. Giỏi. Ngồi. Lâm. Bang. Bang. Yên. Ngồi. Sủa. Giỏi. Ngồi. Yên. Chào. Hai chân. Hai chân. Hai chân. Hai chân. Ngon quá, ok. Tiếp sau đây thì mình sẽ quay lại cho anh em xem là cái khẩu phần ăn của những cái chú chó được giống, những chú chó Malinois giống tại trại chó Khánh Hưng. Đây cũng là một cái bữa trưa rồi thì mình sẽ quay lại chương trình này cho anh em xem. Thắng này, chia sẻ cho anh biết là hôm nay là khẩu phần là gồm những cái gì đây nhỉ? Khẩu phần gồm gà xay và trứng gà ta. Trứng sống ạ. Trứng sống. Đây là gà chứ không phải đây là bò đâu. Gà xay ạ. Gà xay. Bò là lại bò với cả thịt trứng vịt nộn lại bữa thứ hai, bữa tối. Thế là được giống mà trong cái lúc mà sinh sản, trong lúc mà phối giống thì là một ngày ăn được mấy bữa? Đực nếu mà đực phối thì là sẽ ngày cho ăn hai bữa. Còn nếu mà đực như những con đực choai kia thì ngày ăn một bữa. Đây là khẩu phần dành cho những con đực giống mà đang trong cái quá trình mà lên giống phối giống nhiều đúng không? Vâng. Thì bữa sáng là gồm có gà xay và trứng gà. Trứng gà. Ok, chú cứ triển khai cho anh. Còn bữa tối là sẽ cho anh mượn cái bát. Bữa tối là chắc là đây, ăn đây. Hạt khô à? Bữa tối là sẽ thịt bò và sẽ cho trứng vịt lộn và hạt khô, ba thứ kết hợp. Mỗi một cái bát như này là cái trọng lượng mà cái thịt gà xay này rơi tầm bao nhiêu? Đây khoảng 5 lạng thịt gà. Nửa cân. Nửa cân. Nửa cân. Một bữa ta chỉ có 3 quả. Đây là trong cái quá trình mà bản thân là buổi sáng này mình sẽ cho ăn ít hơn vì con chó nó vận động căng. Ăn no là nó vận động căng nó sẽ bị ói ra mất. Nhưng mà cũng thay đổi thường xuyên chứ, ví dụ như cái menu hôm nay là menu xay, vâng, ngày đúng mai rồi. Thì đã kiểu khác chứ đúng không? Giả sử như nếu mà mai mà được mà lên giống thì hôm nay sẽ cho ăn căng lên cả bò cả trứng. Còn nếu mà cách một ngày giả sử như vẫn chưa có lịch thì là mình sẽ chỉ cho ăn gà sống với cả trứng. Mỗi bữa khoảng 3 quả chia đều, nói chung là đều như vắt chanh thì lúc nào giữ trong tình trạng con chó đực nó khỏe. Bát này là dành cho những con chó mà không biết ăn trứng sống. Là mình phải dùng với gà xay để cho nó không trộn, nó không bỏ. Như con bát này là dành cho những con là biết ăn trứng sống, mình không cần phải trộn. Tí nữa cái bát này sẽ trộn đều lên này. Đây là có hai loại đấy. Đúng có rồi. Một loại là gà xay này và một loại kia là gà chặt đấy. Đúng gà rồi. Chặt là dành cho những con biết ăn trứng sống. Còn những cái gà này là những con chó không biết ăn trứng sống. Nhiều con nó không trứng sống không nó không ăn. Đấy. Nhiều con là trứng sống nó ăn hết. Cho nên là mình phải chia đều này ra để cho nó không trộn được. Anh em cũng phải nên nhớ là mỗi một trại chó mình cũng đã nói rồi, mình quay rất là nhiều rồi, mỗi một trại chó là có một cái kinh nghiệm, một cái chế độ ăn khác nhau tùy từng điều kiện. Đây là những cái chú chó được giống, nó làm ra tiền, cứ mỗi một lần phối giống là nó mang về cho chủ là 2 triệu, 2 triệu rưỡi, thì hoàn toàn là nó phải được ăn đồ ăn ngon. Bản thân là nó nuôi mình nuôi nó tốt. Đúng rồi, đấy là nó đang nuôi mình. Quy luật anh ạ. Nó là một quy luật, nó đang nuôi chủ thì nó phải được quyền ăn uống. Vâng, đúng rồi. Tốt. Hợp lý đấy. Đây có hai con là con boy ca và con gen z, là hai con là trứng sống và nó húp. Còn bọn này là mấy con này nó kén ăn trứng, nó không ăn. Phải trộn lẫn này cho nó mất trọn đấy. Ở cái khu vực này của chú thì thực ra là đồ ăn này, thực phẩm là rau củ quả mua nó cũng dễ và nó cũng rẻ hơn ở trên trung tâm Hà Nội rất là nhiều. Đực sống nếu mà đực phối này cho ăn được thịt sống và trứng này thì mượt đầy đủ lông chất, sung lắm, sung. Nhiều lần phối giống mà nó kéo còn tận hơn 40 phút. Rồi. Mà mình còn sót ruột đấy. Khóa găng đấy, khóa găng hơn 40 phút. Chủ thì đứng ở ngoài và đợi em phối xong rồi được cách ly ấy. Đợi mỏi mắt. Cứ sung. Sót ruột. Trộn đều lên như này thì nó sẽ không trộn được, nó không bỏ. Được.
bắt buộc nó phải ăn. Một trong những cái video mà anh em trên kênh Tuất TV rất là thích xem là khẩu phần ăn của những cái giống chó, những trại chó. Mỗi một trại là có một cái điều kiện khác nhau, một cái kinh nghiệm khác nhau. Đây, hôm nay mình sẽ quay cái khẩu phần ăn của những chú chó tại trại chó Malinois Khánh Hưng. Tại rất nhiều anh em bảo là khẩu phần ăn của chó này là còn ngon hơn cả người. Thì anh em nên nhớ là đây là những cái chú chó mà làm việc nuôi chủ nhá. Đây là những chú chó giống nhá. Đấy, mình sẽ quay lại cho anh em được xem. Nó ăn được thì nó mới có sức để phối giống. Phối giống thì chủ mới có tiền. Đúng rồi. Đơn giản như thế thôi. Thầy như thầy này. Đây, mình quay từng con một cho mọi người được xem. Quay từng con một. Đó. À, con này là ăn được trứng sống thì sống đúng không? Vâng. Mình cứ chọn hết. Đấy. À, trung bình đực giống của chú là một tuần hay là một tháng là phối bao nhiêu lần? Nói chung là như em giữ đực thì một tháng chỉ tối đa nhất là 4 con. Tức là có là chỉ 3 con. Một tuần một con. Phối xong là cho nghỉ 5 đến 7 hôm. Bản thân là nhiều khi nhà cái người ta mang đến không phối được ngay lại phải đợi. Nào! Mà trong khi đó mình nhận nịch của người ta rồi, mình mà cho phối con khác thì phối tiếp con của họ nó sẽ nượng tinh trùng không đảm bảo. Đấy, cho nên là chỉ tối đa nhất là 4 con. Ico! Mày cho Nico bắt đi xài cho nó sủa. Ico! Đi, cho con nào mà sủa nhiều ăn chết đi. Bỏ cho. Thôi anh em cứ cho nó ăn đi. Anh quay từng từng. Boyka. À, Boyka. Con Boyka này là cũng ăn được thịt chặt nguyên miếng đấy đúng không? Vâng. Con này bình thường nếu mà không có trứng hôm nào mà không mà cứ tán cả con vào. Không phải băm cả con kia nữa kìa. Nhiều trại kể cả trại nước ngoài là họ cũng ăn cho ăn cả con gà luôn. Vâng đúng rồi. Nhưng chỉ cần làm sạch lông và sạch máu đấy thôi là ok. Vâng đúng rồi. Thôi chú cứ cho con nào ăn đi. Xì ra. Chị cô. Ngoan nào. Xì ra. Hụi hụi cái gì đây? Cho nhịn rồi. Ico ăn đi. Ico. Nó có người bọn này nó căng. Đây, con này thì ăn xong xuôi rồi đây. Genji. Genji. Đấy, anh em nên nhớ là đây là những cái chú chó mà nuôi chủ nhá thì luôn luôn là sẽ phải được chăm sóc tốt hơn. Ví dụ như mình trung bình đây một tháng là phối là 4 lần thì là nó đã mang về cho chủ là chục triệu rồi. Chưa kể là những cái chú chó con ở trong trại nữa, phối với cả cái ở trong trại. Đó. Theo chia sẻ của chú Thắng là cái người mà phụ trách cái mảng chăn nuôi thì mỗi một cái khẩu phần ăn cả sáng cả chiều của một chú chó rơi vào tầm 50.000 một ngày. Đó. Bỏ cả. Các bạn này phải mua một cái số lượng thực phẩm rất là lớn nhé. Đấy. 50.000 một ngày tính trung bình thì một chú chó ăn như thế này thì một tháng là mất khoảng tầm 1,5 triệu. Triệu rưỡi đến khoảng tầm dưới 2 triệu. Nhưng mà chúng lại mang về cho chủ là hơn 10 triệu nữa thì rõ ràng là đấy. Cái bài toán kinh tế đấy mình cũng phải chia lại cho anh em khán giả để biết. Thì tại sao mà những chú chó mà được ăn uống nó tốt đẹp hơn này. Ăn tốt thì mới có sức để mà phối giống, để mà sinh sản, để mang lại cái nguồn lợi cho chủ nuôi. Ico, ngoan nào. Video này cũng khá là dài rồi. Anh cảm ơn hai anh em tại trại chó Khánh Hưng, Tuấn Hưng và Thắng là những người mà quản lý, những người chủ tại trại chó Khánh Hưng đã mời mình xuống đây để mà làm những cái chương trình để cho anh em khán giả mọi nơi được biết. Cảm ơn anh và cảm ơn tất cả mọi người nhé đã xem kênh Nhâm Tuất TV. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, đây cũng là một cái địa chỉ nữa. Anh cũng rất là hy vọng là anh em mình đều là những cái địa chỉ uy tín để cho khán giả mọi nơi là những anh em mà yêu thích giống chó Malinois Đu Rông hay là những cái giống chó Malinois gọi như là đen vàng phả EU. Nếu mà có quan tâm thì cứ liên hệ với cả anh em tại trại chó Khánh Hưng. Vì mình trực tiếp đến đây mình làm chương trình quay rất là thực tế rồi và cũng phải trao đổi với anh em luôn luôn làm gì phải giữ chữ tín cho nhau. Dạ vâng. Anh giữ chữ tín cho các em và em phải giữ uy tín cho anh. Dạ vâng. Và giữ chữ tín ngay với cả khán giả đúng không? Dạ giữ vâng. Chữ tín với cả khách hàng của mình thì làm ăn nó mới lâu bền lâu được.
Rồi, chúc sức khỏe hai em nhé. Dạ vâng, em... Nếu như mà có cơ hội nào thì anh em mình lại làm video ở những cái nội dung tiếp theo để cho khán giả mọi vùng miền được biết nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Ok, xin rồi, chào, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Okay. Em chào anh ạ. Rồi, xin chào.